Không. Không hả? Ừ. Ừ. Yến đi rú người tên Yến đấy. Con trai chảy máu. Ông kẹ lại làm con chảy máu. Chết, ông kẹ đánh mẹ, mẹ sợ lắm. Bà ra bảo bà, mẹ biết đâu được. Má nào, má ở đâu ra con má? Tá bón à? Thế làm sao? Ngồi đấy. Bên đó dành máu của mình với giá rất là rẻ thì đương nhiên sẽ không duy trì được lâu rồi thời gian nữa. Nếu mà sẽ không duy trì để vui cho những phản lỗ, nếu như bây giờ mình vui đơn giản họ chuyển lại đến khi họ ăn giá thì mình sẽ lấy số gạo của họ cho đi bán, mình sẽ còn lời khoản tiền công sản xuất gạo một mũi tên một đúng hai đích, khoản chênh lệch đó sẽ nhiều hơn số tiền mà họ trả cho anh. Thì làm sao mà đứng ra thu mua mẹo của họ mà không bị đi trời đấy? Chỉ cần mình là một nhà đại lý gạo ma mua hàng của họ, anh là người giới thiệu hợp tác bao lâu nay, đương nhiên họ sẽ tin tưởng. Vậy số tiền cũng như mua gạo sao? Cây ăn thế nào được? Bông thối. Chu ăn độc nha. Chu ăn độc với em nha. Kinh thế, có kẹo không cho đâu bây giờ. Đánh đá. Con nhái đánh đá đấy. Hả? Mẹ. Mẹ không đánh đá như con đâu. Xem cái gì? Hình nào? Nói, lần nói rõ ràng cho mẹ xem là xem gì? Xem này. Xem này là xem gì? Xem bông. Xem bông phải tí cho mẹ xem nha.